Xin chào, mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Ở trong thời gian vừa qua thì rất nhiều các cô, các chú, các anh, các chị ở tất cả các tỉnh rất xa về đây cầu cứu báo tin nhờ anh em đội hiệp sĩ của tỉnh Bình Dương là đăng tin tìm vợ, tìm chồng, tìm con. Đây tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo, một người bà ngoại và một người cháu hôm nay ở một tỉnh rất xa về đây cầu cứu báo tin nhờ anh em đội hiệp sĩ của tỉnh Bình Dương là đăng tin tìm con gái cũng như là một bé trai tìm mẹ của mình. Câu chuyện nha, kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin phép xin chào chị nha. Rồi chị có thể chị giới thiệu chị tên là gì? Dạ em tên Huỳnh Thị Kim ạ. Huỳnh Thị Kim à? Dạ. Dạ chị hiện nay đang sinh sống tại đâu? Dạ em đang ở Tây Ninh ạ. Từ Tây Ninh luôn? Dạ. Ồ. Dạ chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em sinh năm 73, em 51 tuổi. Dạ chị nó lớn tiếng ha. Dạ. Ồ. Mình 73 tuổi, sinh năm 1973, năm nay 51, 52 rồi ha. Dạ. Dạ. Chị có thể giới thiệu là hôm nay chị và cháu ngoại của chị để về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương là tìm ai? Dạ em về em và cháu ngoại em về đây nhờ tìm con gái của em ạ. Dạ, chị có thể giới thiệu là con gái chị họ tên là gì? Dạ, con gái em là tên Lê Quỳnh Như ạ. Lê Quỳnh Như? Dạ, Lê Quỳnh Như. Bé sinh năm mấy chị? Dạ, sinh năm 1998. 1998, năm nay 25 tuổi. Dạ. Dạ, chị có thể chia sẻ cái câu chuyện mà con gái chị lấy chồng lâu chưa? Dạ, nó lấy chồng nay cũng lâu, con nó nay được 8 tuổi đó, mà năm mấy là em không nhớ rõ. Vậy là lấy chồng cũng rất sớm, năm nay 25 tuổi mà con 8 tuổi lấy chồng rất sớm rồi. Dạ. Dạ. Rồi, còn hiện nay thì con rể của chị và con gái chị thì cụ thể bây giờ còn sống với nhau không? Dạ không ạ, hai đứa nó lần sần rồi nó về nhà em ở nay cũng gần 4 năm rồi. Là con gái chị về nhà chị là mẹ đẻ ha, dạ. Mẹ ruột, sống với dạ. 4 năm này rồi. Dạ ba mấy gần 4 năm ạ. Dạ. Rồi chị có thể giới thiệu rõ hơn là con gái chị tại sao bỏ nhà đi, hôm nay chị và con và người cháu ngoại mình về đây để cầu cứu báo tin chờ mọi người giúp. Dạ em nhà em là có ba mẹ con, thằng con trai lớn, em với những gái toàn làm công nhân không. Dạ. Đi làm công nhân rồi không biết lý do làm sao mà nó nói với anh nó thì nó làm công ty nó 3K, bây giờ nó nghỉ làm công ty 3K. Dạ. Để nó đi làm công ty qua công ty khác nó làm, rồi anh nó mới kể lại cho em chứ nó không có nói với em nữa. Rồi thấm thoát là tới Tết ăn Tết xong rồi tới ngày đi làm, em đi làm, con trai cũng đi làm, con gái cũng đi làm, rồi làm đâu 2-3 bữa gì đó, đi làm 2-3 bữa vậy đó, sau tới giờ về mà con gái em không về, em điện đó là cái máy nó thuê bao, nó không bắt máy. Rồi thằng con trai em mới điện cũng không được, cái nó mới nhắn tin nó nói á, là nó không có về nữa, nó đi luôn rồi, kêu mẹ nghỉ làm đi. Nuôi con nó là Nguyễn Hải Đăng nó, rồi nó mang nó gửi tiền về nuôi con nó. Rồi cái bắt đầu em với con trai run quá mới điện nhắn tin không trả lời luôn, là tới nay luôn á, là nay là 1 năm 1 tháng 2 ngày là con em đi á. Vậy thời gian quá dài rồi. Dạ. Chị có biết nguyên nhân tại sao mà con chị lại bỏ nhà, bỏ mẹ và bỏ cái chính người con của mình ở đi không? Dạ không nữa, gia đình em sống thì đi mài công nhân hết, không có cái chuyện gì mà em không biết nguyên nhân sao mà con em đi, em cũng không biết lý do luôn nữa. Đến giờ phút này chị hoàn toàn, gia đình hoàn toàn không biết nguyên nhân lý do tại sao mà con bỏ đi. Không biết. Dạ. Vậy là bé hiện nay là con là cháu ngoại chị đang sống với ai? Dạ cháu ngoại em đang sống với em đưa rước đi học, vừa đi làm công nhân vừa gửi người ta đưa rước đi học dần luôn ạ. Dạ. Trước khi con gái chị bỏ đi là đi tại đâu, mất tích tại đâu? Thời điểm mà đang bỏ đi là bỏ đi ở đâu? Bỏ đi á, là nó ở nhà em là nó cuốn đồ nó đi luôn, em không biết. Địa chỉ cụ thể ở đâu chị? Nhà em hả? Dạ, cái thời điểm mà con chị bỏ đi là địa chỉ ở đâu? Địa chỉ em ở ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh à. Ồ, dạ. Là bỏ đi từ Tây Ninh mất tích. Dạ, Ninh. Đi tới bữa nay là 1 năm 1 tháng 2 ngày. Dạ. Đến giờ phút này là hoàn toàn không liên lạc về nhà. Dạ không ạ. À, con chị trước khi đi là có đem theo có gì đi không chị? Dạ có, mà em nó có đòi em mua cho nó chiếc xe Tayga mà xe. Lúc nó kêu em mua cho nó là chiếc xe Wayson 30 mấy triệu, em không mua nổi. Em mua không nổi. Rồi cái nó mới nói nó đi làm sao mà xe cũ á, con đi không bể bánh đồ này kia. Rồi em mới ráng gom tiền, em hốt hụi em gom tiền được 28 triệu mấy trăm á, anh nó mới đi mua cho nó chiếc xe Donut á anh. Donut cái gì mà đời mới hôm lúc đó đó. Tayga. Dạ, cũng Tayga luôn, mới mua chưa đầy năm nữa là nó lấy xe đó nó đi. Đến giờ phút nào là đi theo một chiếc xe. Dạ. Và con chỉ có đem theo tiền hay là điện thoại nữa không? Dạ tiền thì nó mang nó xài, em không biết, nó lấy có cái điện thoại chiếc xe đó, điện thoại thì nó mua.
còn cái xe là em mua cho nó là nó lấy đi vậy đó. Thế còn tiền bao nhiêu thì chị không biết hả? Tiền thì nó mằng nó xài em không biết, em không có cho nó, nhưng mà nó mằng thì nó xài, nó lấy. Con nó chị có thường xuyên nhắn tin trên Facebook hay trên Zalo hay trên xem trên TikTok không? Dạ nó có chơi TikTok, nó có chơi Zalo, Facebook hết, nhưng mà nó trước khi đi á, trong nhà nó bước ra là nó chặn số, chặn Facebook, chặn Zalo của em với con trai em hết trơn, em không liên lạc được. Rồi trước khi đã chặn rồi. Dạ. Tới chừng em phát hiện ra nó tới chiều á, em đi làm tới tối về em mới phát hiện nó đi, rồi em mới điện là không có được, điện nó chặn hết trơn. Dạ. Và đến giờ phút này chị đã trình báo cơ quan công an chưa? Dạ em không có trình báo, rồi cái em mới đi nhờ bạn bè mà kết bạn Facebook nó đó, em nhờ bạn nó lên liên lạc nó giùm, cái nó liên lạc nó nói á là nói mẹ đừng có đi tìm nó, để Tết nó ráng mà ăn Tết nó về. Rồi em cũng đi tìm đi kiếm tùm lum không được, thôi em cũng đi làm. Rồi em ráng chịu đựng cái Tết nó về, mà sao Tết nó cũng không về nữa. Còn Tết rồi đâu là hoàn toàn. Dạ. Tết nó đến giờ phút này chị có tâm tích gì con chị không? Dạ không có. Bạch vô âm tín luôn, dạ, không dấu luôn. Không biết đi đâu luôn. Dạ, ngày nó đi là tới bây giờ em không biết vợ em. Trước khi đi là con chị có dấu hiệu gì đó bất thường không? Không, nó cũng vẫn bình thường vậy á. Nó không có làm cái gì mà để cho em nghi ngờ nó đi hết trơn, bởi em không có nghĩ là nó đi nữa. Con là hiện đến giờ phút này gia đình hoàn toàn không biết một chút thông tin gì manh mối nào luôn. Dạ, mà nó chặn hết chồng họ bên ngoài đó, nó chặn hết tất cả, không cho ai liên lạc vô máy nó hết trơn. Chị cho hỏi là cái tấm hình này của con chị là lâu chưa? Dạ, cái tấm hình, hai tấm hình này á là nó làm lúc nó làm ở Phước Đông á, rồi cái nó mới chụp. Nó chụp rồi cái còn nó mới đăng lên đây nè, rồi bạn bè nó mới lấy chụp hình để qua cho em, chứ nó không có để bôi hình lại nhà. Gọi là mới đây chưa chứ trước đây không có hình nha. Dạ, nhà không có hình, rồi nó lấy hình này nó chụp nó đăng Facebook á. Dạ. Dạ. Nó chụp nó đăng lên. Chị cho cái tấm hình nó thẳng hàng đấy, cho nó méo mó mẹ mọ vậy. Nó đăng Facebook á, rồi bạn nó mới lấy máy chụp gửi qua cho em, cho thấy em nói nhớ nó quá, rồi bạn nó mới chụp gửi qua cho em, nói là nhìn cho đỡ nhớ. Nhìn cho đỡ nhớ rồi. Dạ. Con chị là được mấy người con rồi? Dạ có một thằng cháu ngoại đây nè. Một bé duy nhất. Dạ. Dạ. Chị có nghi ngờ là con chị quen một người đàn ông khác mà bỏ gia đình và bỏ con đi không? Em giờ cũng không biết là lý do sao nó đi nữa. Không biết, nhưng chị có nghi ngờ đấy không? Hiện nay chị có nghi ngờ là con chị đi đâu hoặc bị lừa đảo, bị dụ dỗ gì không? Có nghi không? Dạ nghi thì sợ thì em cũng sợ nhiều lắm. Em sợ em thấy coi trên mạng nè, em sợ đủ thứ hết trơn rồi, mà giờ không biết nói dướng vào cái chuyện gì mà nó đi nó không về, cũng chặn hết tất cả vậy. Em cũng biết thằng này nó khóc hoài, nó đòi mẹ nó khóc hoài. Dạ. Thực sự những cái câu chuyện tìm con, tìm vợ, tìm chồng thay trong thời gian vừa qua, tìm thân nhân của mình trong thời gian vừa qua xảy ra rất nhiều. Dạ. Chị có điều nào chị muốn chia sẻ trên video này, hy vọng con gái chị xem được, con gái chị hãy liên hệ cho gia đình nhé. Dạ, em chia sẻ là cũng như người con mà thấy video này con về đi. Mẹ với con con nhớ con nhiều lắm chứ. Về đi con, quãng đời còn lại của mẹ chỉ có con thôi. Mẹ con ốm nhiều rồi nhớ ơi. Mẹ không muốn. Từ ngày ba con mất đến giờ mẹ khổ dữ lắm. Thương mẹ thì về đi con. Cái trai khóc rồi, thương quá trời thương. Anh hãy vô đây là nó cũng khóc rồi. Quá trời thương rồi. Thương, quá nghẹn lòng rồi. Chị cũng nghĩ là con chị đi làm đâu đó mà bây giờ không có tiện liên hệ với nhà không? Dạ em cũng nghĩ vậy á, em cũng nghĩ là chắc nó đi mày rộn tiền hay sao nó không dám về. Rồi em cũng nghĩ là nó em sợ, em thấy coi em thấy sợ bám qua miên, rồi sợ nó dính vô tầm bậy tầm bạ, em sợ đủ thứ. Nói chung hiện nay gia đình có nhiều hướng suy nghĩ ha. Dạ. Nhưng mà chưa biết là thực sự là chưa biết làm đâu. Mà ở nhà thì cũng đi làm công nhân, đừng lo cho thằng này nè, cho nó ăn, nó học, rồi học thêm rồi đủ thứ rồi. Tôi không dám nghĩ nữa. Rồi bé trai chú cho chú hỏi là con tên gì con? Con tên gì? Tên gì con? Tên gì? Nguyễn Hải Đăng. Nguyễn Hải Đăng nha. Con mấy tuổi rồi? 8 tuổi. 8 tuổi con đi học chưa? Rồi. Con học lớp mấy rồi? Lớp 2. Con có ngoan không? Ở nhà có vâng lời bà không?
Ở nhà ai nuôi con? Bà ngoại nuôi nha. Con nhớ mẹ không con? Nhớ nhiều không? Nói to lên con, nói to chúng nghe nào. Nhớ nhiều không? Hàng đêm con có mong mẹ về với con không? Con thương mẹ nhiều không? Có. Mẹ đi lâu chưa con? Đi từ khi nào mẹ đi lâu chưa con có nhớ không? Hôm mẹ đi mẹ có nói gì với con không? Mẹ không luôn hả? Con ở nhà bà ngoại nuôi con, bà ngoại cho con học đúng không? Ở nhà giáo học giỏi chú kiếm mẹ cho nha. Hôm nay con đi từ xa này con có mệt không? Mệt nhiều không? Trả lời chú đi, con gặp trả lời chú đi. Nói đi. Nhiều quá ha. Hôm nay con về đây con có mong là chú tìm được mẹ cho con không? Có. Con ăn cơm chưa? Ai mua cơm cho con ăn? Mua bánh mì nó ăn, nó ăn cơm, mua bánh mì cái bên cho nó. Mình ăn cơm. Thương quá vậy, thương luôn kìa. Bây giờ con ngủ với ai? Hàng đêm con ngủ với ngoại á. Ngoại có hỏi gì con không? Ngoại nói sao? Ngoại có nói đi kiếm mẹ không? Có. Cầm hình thấp lắm xíu con. À, kính thưa cô chú anh chị và các bạn, thì đây phải nói là thực sự một câu chuyện và nó ở hết sức rất đau lòng. À, trong thời gian vừa qua anh em đội hiệp sĩ Bình Dương đã đăng tải rất nhiều các câu chuyện hiện nay đã quay trở về đoàn tụ cùng gia đình rồi. Rất nhiều người mẹ trẻ vì lý do nào đó mà đã bỏ chồng, bỏ con, bỏ gia đình, bỏ những người con thơ và nó nhìn rất tội nghiệp. Hiện nay thì cũng nhận biết được cái sự việc là đúng sai và đã quay trở về. Nhưng còn rất nhiều các lý do, các câu chuyện khác. À, đến giờ phút này cái câu chuyện này thực sự là anh em hiện đến giờ phút này cũng chưa có tìm hiểu và cũng chưa hiểu hết được cái câu chuyện này. Tại sao một người mẹ trẻ rất xinh đẹp này lại bỏ mẹ của mình và bỏ gia đình và bỏ chính người con của mình sinh ra. Mà hiện nay thì theo nguồn tin gia đình cung cấp thì bây giờ hai vợ chồng không còn chung sống với nhau nữa. Nhưng không có biết áp lực tại sao mà vì lý do gì mà bây giờ em gái đó bỏ đi mà không quay trở về. Đến giờ phút này cũng hơn một năm qua rồi. Hy vọng là cái video này đăng tải nên là được sự lan tỏa chia sẻ nhiều hơn nữa các cô chú anh chị trên tất cả các tỉnh thành. Hy vọng mọi người hãy cố gắng chia sẻ nhiều hơn nữa video của đội hiệp sĩ quân thành Bình Dương để giúp tất cả, giúp đời, giúp người, giúp những trường hợp này. Hy vọng là em gái sớm xem được video này thì có thể là nếu không về được có thể liên hệ cho các anh em đội hiệp sĩ quân thành Bình Dương theo số điện thoại 0913 785888. Hiện nay bây giờ là cũng rất chiều rồi, bây giờ gần 14 giờ chiều rồi. Đây, bây giờ bên ngoài cũng còn rất nhiều người đang chờ đợi các anh em đội hiệp sĩ quân thành Bình Dương để đăng tin để tìm người thân của mình. Thôi có lẽ là ông Trần xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ quân thành Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo. Chị còn điều nào muốn chia sẻ không? Dạ em chia sẻ bà con đồng cộng đồng mạng có thấy con gái em đâu làm ơn chia sẻ cho nó về giùm. Con em có dính líu chuyện gì á, bà con ai sống với nó hay chuyện gì á, tha thứ cho nó về sống với con nó với em. Em chỉ có hai đứa con, em thương con như lắm. Con nó cũng nhớ nó như lắm. Như ơi về đi con. Mẹ khổ nhiều rồi, quãng đời còn lại của mẹ chỉ có con thôi. Như ơi, thương mẹ về đi con. Mẹ khóc nhiều như lắm rồi. Nói chung là rất thương. Không ai muốn mất đi một người con của mình. Mà không có người con nào nhỏ này chứ có tội tình gì muốn mất mẹ. Hàng ngày hàng đêm gọi mẹ, nhưng đến giờ phút này hơn một năm qua đứa trẻ rất tội nghiệp này không biết gọi mẹ là gì. Chưa biết mẹ đang đi đâu và mẹ làm gì, mẹ sống với ai. Chưa biết là mẹ hiện nay giờ đến giờ phút này mẹ có thương con không, mẹ có hàng đêm có nhớ con hay không. Nhưng mà con thì rất nhớ mẹ, rất thương mẹ. Con vượt xa từ Tây Linh về Bình Dương này phải nói hơn 100 km đi cùng bà ngoại để về tìm mẹ. Hy vọng là các cô chú anh chị và bạn cố gắng chia sẻ video này để giúp đội hiệp sĩ quân thành Bình Dương để tìm được một người mẹ trẻ để về cho bé trai này. Rồi xin kết thúc video tại đây, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn trong những video tiếp theo. Dạ, cô chú anh chị thì mong cô chú anh chị chia sẻ ra để giúp chị về với bé thì trong là từ phố trên trong thì rất là xót xa. Thì sáng giờ rất là nhiều câu chuyện nhưng mà có câu chuyện này thì anh em rất là buồn. Thì chị không biết suy nghĩ tại sao mà đi mà để bé ở nhà với giờ nội vậy mà khóc sáng giờ luôn rồi từ đầu tới cuối còn khóc không. Mong cô chú anh chị chia sẻ là giùm. Cảm ơn.